Sáng ngày 17 tháng 6, các chuyên gia Nhật Bản quay một khu vực sông Tô Lịch, đoạn gần đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy để trình diễn phân hủy bùn thải thành khí CO2 và nước bằng công nghệ nanobio. Một khu vực bùn bẩn rộng 70 m2 được quay riêng bằng tôn. Tại đây, các chuyên gia đặt 4 tấm vật liệu Biorecto, vốn là đá núi lửa đã qua xử lý bằng công nghệ để vi sinh vật bám sống phát triển, sau đó kết hợp với nước liên tục bơm vào từ sau máy xử lý chứa hạt nano, biến bùn trong khu vực quay tôn thành khí CO2 và nước. Khi mà cái bọt khí nano nó phá hủy thành tế bào xong thì các vật liệu bioreactor là kích hoạt vi sinh vật để ăn chất bẩn ở bên trong. Phải có sự kết hợp của hai yếu tố này thì bùn hữu cơ mới được phân hủy. Trong khu vực này thì chúng tôi chuyên gia Nhật Bản đã quyết định là chỉ đặt 4 cái tấm vật liệu là bioreactor được làm từ cái đá núi lửa của Nhật Bản, có là cái giá thể để vi sinh vật nó bám sống phát triển mạnh. Thế thì trong khu vực này thì chúng tôi chỉ có đưa nước thải và nước nano vào khu vực bên trong, để khi đó thì dưới cái tác động tức là phun ra phun kiểu như là phun gọi là shower đấy, tức là phun như vòi hoa sen đấy, tức là sẽ phun xuống dưới cái khu vực này và bên trong chỉ có vật liệu thiên nhiên bioreactor, thì sẽ có cái sự kết hợp là hai yếu tố đó thì cái lượng bùn hữu cơ sẽ bị phân hủy thành CO2 và nước. Công ty cải thiện môi trường Nhật Việt, đơn vị đưa công nghệ Nhật Bản thí điểm làm sạch sông Tô Lịch cho biết, sau một tháng áp dụng, công nghệ nanobio đem lại hiệu quả trong việc xử lý ô nhiễm nước và phân hủy bùn bẩn. Cũng trong sáng nay, các chuyên viên thuộc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lấy mẫu nước sông Tô Lịch để kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của công nghệ sau một tháng hoạt động. Ngày trước là nó ở cái sau cái quá trình xử lý này, cái DO của nó là chỉ có 0,2 đến 0,1 thôi. Bây giờ nó sẽ lên cao tầm 1 đến 2. Số pH thì nó cũng, cái độ nước của nó thì nó có thay đổi, nhưng mà nó thay đổi nhỏ vì cái pH của nồng độ nước thì nó ổn định, cái nước nó có thay đổi ít thôi. Theo cái cảm quan màu mùi thì em thấy là nó có thay đổi rõ rệt theo ngày. Bây giờ màu thì nó sẽ trong hơn, màu nước trong hơn, mùi thì giảm bớt cái độ mùi thì rõ rệt. Những ngày đầu thì em đi lấy mùi nó rất là nồng và hôi thối, nhưng hôm nay thì nó đã dễ chịu hơn rồi. Cách đây một tháng, thành phố Hà Nội khởi động dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc hồ Tây bằng công nghệ nanobio của Nhật Bản. Theo một số người dân đánh giá, sau một tháng áp dụng làm sạch bằng công nghệ nanobio trên sông Tô Lịch, đoạn Hoàng Quốc Việt, nguồn nước được cải thiện rõ rệt. Tuy vẫn còn màu đen nhưng mùi hôi thối đã giảm thấy rõ.